Hello, it's me. Welcome back. xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video với chủ đề đó là yếu tố quan trọng nhất trong việc học tiếng anh đó là yếu tố nào. Are you ready? Let's go. theo mình thì cái phương pháp thành công trong việc họ nói thành công một cái ngoại ngữ đó là phương pháp tâm lý cộng với phương pháp thì sẽ ra thành công trong tiếng anh cụ thể là tiếng anh hoặc bất cứ một ngôn ngữ nào khác vậy thì tâm lý ở đây hôm nay mình sẽ nói video này với chủ đề đó là tâm lý trong việc học một ngoại ngữ ok theo mình thì việc học một ngoại ngữ cái tâm lý quan trọng nhất nó bao gồm hai yếu tố cái yếu tố đầu tiên đó là sự tự tin sự tự tin, theo mình thì sự tự tin đóng 50% trong vai trò các bạn nói thành công trong việc học ngoại ngữ, bạn nói được tiếng Anh á, à, tốt thì sự tự tin đóng 50%, nó rất là quan trọng và một yếu tố rất lớn đúng không? Các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi con người đã tự tin á, thì người ta sẽ tự tin mạnh dạn nói và kể cả người ta có sai thì người ta cũng không sợ và người ta sai thì sửa, sửa và tiếp tục nói bởi vì tất cả mọi thứ ấy, nó thành công đều có một cái quá trình chứ không phải là một cái mà lên đến một cái học một cái là nói được tiếng anh ngay tất cả đều là một cái quá trình và nếu mà bạn tự tin được rồi thì bạn sẽ tự tin nói cái điều đó bạn không sợ sai và bạn sai thì bạn sửa cái điều đó làm tăng thêm sự tự tin và giúp bạn cải thiện cái khả năng nói tiếng anh của bạn nhiều hơn mình có một cái ví dụ như thế này này trong cái lớp mà english coaching online của mình ấy, thì mình có một cái học viên bạn này là kinh doanh bạn này trẻ và kinh doanh rất là thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh ở bên ngoài thì bạn ấy có học cốt uh, coaching tiếng Anh của mình thì bản thân bạn này bởi vì là trẻ và thành công nên là bạn này có một cái sự tự tin nhất định nên là cái bạn này dễ học tiếng Anh hơn là những người thiếu tự tin bởi vì bạn ấy có tự sự tự tin rồi ấy, khi là khi mà bạn ấy vào học nói tiếng Anh ấy bạn không sợ sai bạn cứ nói thôi và nếu mà sai mình cảm thấy ok cái này cần sửa và sau đó cần sửa thì mình sẽ sửa cho bạn này và bạn ấy cứ nói và bạn ấy nói càng nhiều thì cái khả năng lưu loát của bạn ấy càng cao và sau này lúc đầu thì bạn còn ngại, bạn ấy còn e rè, chưa dám nói nhiều, vẫn còn sợ Nhưng mà sau này khi mà quen rồi, thực ra là chưa đầy một tháng Thì cái khả năng nói tiếng Anh của bạn bật lên rất là tốt Và lúc đầu thì là mình nói nhiều hơn để khuyến khích bạn nói Sau này khoảng tầm nửa tháng, hoặc tầm khoảng tầm 5-6 buổi là bạn ấy tự tin bạn nói tiếng Anh Và bạn ấy còn nói nhiều hơn mình nữa Và có những cái sai không sao hết, bình thường thôi, ai cũng sai mà Tây nó còn sai thì cũng chỉ là mình thì bạn ấy sai và sửa thế là sau khoảng một tháng thì mình thấy là cái khả năng phát âm là một và cái tiếng nói cái khả năng nói của bạn ấy bật lên rất là nhiều và bạn ấy có thể tự tin nói tiếng anh nhiều hơn và tất nhiên là cũng có những học viên thì cái bản tính là hơi nhút nhát hơi ngại và sợ tâm lý đám đông nên là khi mà học tiếng anh thì cái cái việc mà diễn biến cái, cái việc học cái quá trình học để nói được tiếng anh thì sẽ lâu hơn so với những người khác và có một cái thực tế rất là lớn là xa tại sao mà rất nhiều bạn Việt Nam mà không nói tiếng Anh được bởi vì là các bạn không có sự tự tin. Một phần bởi vì là do ở trường học ấy thì các bạn được dạy nhiều về từ vựng về ngữ pháp mà ít được nghe nói đọc viết nên là ít nói rồi, ít nghe ít nói rồi. Đã thế uh, học tiếng Anh thì ngữ pháp các bạn biết rồi Cái học ngữ pháp những, những cái bài tập nó chỉ có một đáp án thôi Và đã, giáo viên luôn luôn là người đưa ra đáp án đúng nên là các bạn khó có cơ hội phản biện giống như là nói sai thì hay bị sửa bị mọi người cười bị sợ bị cười chê thành ra là lại càng tự ti hơn không nói tiếng Anh nữa thế và cái quá trình đó nó diễn ra một thời gian rất là dài các bạn biết là từ học cấp 1 cấp 2 cấp 3 thế sau này lên đại học cái quá trình nó diễn ra nhiều năm như vậy nên là có rất là nhiều thực tế là các bạn học tiếng Anh nhiều năm nhưng mà vẫn không nói được và và cái cái sự mà thiếu tự tin của mình ấy nó lại càng tăng dần hơn bởi vì khi đi ra ngoài đi ra làm mọi người nói mà mình không nói được thì mình lại càng tự ti hơn đó là một cái yếu tố thực tế hiện nay uh, trong cái môi trường học tiếng Anh ở Việt Nam theo như mà mình quan sát thấy ấy mình ít thấy một bạn nào mà các bạn để ý mà xem nhé những cái ai mà có cái khả năng tiếng Anh ấy hoặc là tự tin trong việc nói tiếng Anh ấy thì hiếm khi nào mà bạn ấy không tự tin lắm các bạn xem trên mạng hoặc là bạn trên YouTube ấy Bạn sợt cái người mà nói tiếng Anh ấy Hoặc là những cái bạn nào mà dạy tiếng Anh Hoặc là không phải là dạy nhưng mà nói tiếng Anh Rất là trôi chảy này, lưu loát này Thì đa phần các bạn rất tự tin Mình chưa thấy một ai mà Nói tiếng Anh tốt, lưu loát Mà lại không tự tin cả Chính vì thế theo mình thì Ừ, yếu tố tự tin đóng vai trò rất quan trọng Nó chiếm đến 50% Chính vì vậy để các bạn học tiếng Anh tốt Thì đầu tiên các bạn phải rèn cho mình sự tự tin Đừng có sợ sai cứ nói Sai thì sửa, không sao hết Và một cái yếu tố thứ hai Mình muốn nói đến cái việc tâm lý Trong cái việc học tiếng Anh đó là Cái sự yêu thích và đam mê bây giờ các bạn nghĩ là tiếng anh cực kỳ quan trọng đúng không sau, sau này ra trường đi làm tiếng anh nó có thể giúp bạn cải thiện cái mức lương của mình này giao tiếp này đi du lịch này rất là thoải mái chắc chắn là trong cái thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay thì tiếng anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng cái đó thì mình không phải nhắc lại và nói đi nói lại làm gì nữa và bạn hơn ai hết là bạn hiểu cái điều đó rất là rõ vậy thì đằng nào cũng phải học tiếng anh thay vì có hai cách đó là bạn yêu hoặc là bạn ghét thì đằng nào chúng phải học thì tại sao lại phải chọn ghét nó làm gì hãy yêu nó đi mình biết là có rất nhiều các bạn nói là học cái gì thì học chứ tiếng anh là không bao giờ có thể học được hoặc là rất là ghét học tiếng anh bởi vì là không có học được học hoài không lên tại vì do phương pháp thôi nên là bạn chỉ cần đi đúng phương pháp là bạn sẽ làm được nên là tiếng việt khó như thế mà mình còn nói được đúng không thì chẳng có lý do là tiếng anh nó dễ hơn tiếng việt mà bạn không nói được hết và đâu cần thông minh đâu Ờ, thế nên là đằng nào cũng phải học thì thôi bây giờ đằng nào học rồi thì bạn chọn cách yêu nó đi tập yêu không phải là đầu đùng một phát là cảm thấy yêu cái thích cái môn học tiếng Anh được mà mình phải tập mình ô đằng nào cũng học mình tập yêu thích nó tập học hàng ngày với nó thì dần dần bạn sẽ cái niềm đam mê cái niềm yêu thích của bạn sẽ tăng dần dần lên và khi mà bạn yêu thích đến một cái mức độ nào đó thì bạn sẽ chuyển cái điều yêu thích đó thành niềm đam mê mà khi đam mê thì không cần phải suy nghĩ là hôm nay phải học hay không mà bởi vì lúc nào bạn cũng thích học cái điều đấy các bạn biết đam mê uh, giống như là một cái việc mình làm mà mình không phải vì tiền không phải vì một cái gì đó bởi vì bản thân mình thích giống như là em mình chẳng hạn em mình là thiết kế đồ họa nhưng mà em mình có một cái đam mê rất là lớn đó là về nhiếp ảnh về chụp hình thế nên là không cần ai trả tiền không cần ai uh, phải nói nhưng mà em mình thì rất là thích chụp hình lúc nào có cơ hội thì em mình hay chụp hình và tiền lương đôi khi uh, để dành để còn mua những cái mà máy rồi là ống rồi lens đủ các kiểu đó đó là cái đam mê thì mỗi người có một đam mê khác nhau và dần dần thì bạn hãy tập biến cái ngôn ngữ việc học ngoại ngữ trở thành một đam mê như vậy thì bạn sẽ yêu thích nó và lúc đó việc học ngoại ngữ sẽ không còn trở nên khó khăn với bạn nữa và các bạn biết đấy, khi mà các bạn có đam mê rồi khi có yêu thích rồi thì chắc chắn khi bạn học tiếng anh bạn sẽ rất có năng lượng có một nghiên cứu uh, các nhà khoa học người ta nghiên cứu như thế này này uh, trong một cái lớp học ấy có những học sinh tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết và một cái nhóm học sinh là ủ lì hay ngồi một chỗ thì người ta nghiên sau khi nghiên cứu thì người ta thấy là cái nhóm học sinh mà lúc nào cũng có năng lượng nhiệt huyết đó thì cái kết quả học tập và hiệu quả học lúc nào cũng cao hơn so với những học sinh ù lì đó là một thực tế rất là rõ ràng thôi chính vì thế nên là khi học tiếng anh các bạn hãy cố gắng tạo cho mình một cái cảm xúc một cái trạng thái năng lượng cao nhất cảm thấy yêu thích vui thích với nó chứ không phải là vì tôi phải học tiếng anh để tôi được tăng lương vì tôi học tiếng Anh để uh, tôi đạt điểm trong kỳ thi sắp tới hoặc là đạt điểm IELTS hoặc TOEFL. Mà hãy biến việc học tiếng Anh ngoại ngữ trở thành một cái niềm đam mê và yêu thích thì chắc chắn có một ngày nào đó bạn sẽ nói được tiếng Anh trôi chảy và thành công. Các bạn đừng có biến cái giờ học tiếng Anh của mình nó cảm cảm thấy căng thẳng và áp lực làm gì như thế nó rất là chán. Thực ra nên là mình cố gắng biến trong những cái giờ học tiếng Anh của mình ấy với học viên ấy, đó là sự vui vẻ, sự uh, tự tin, khuyến khích các học viên tăng trưởng cái sự năng lượng của mình chứ không có tạo áp lực cho học viên nhất là ví dụ họ nói sai thì mình không có sửa ngay mà mình có thể một lúc nào đó hoặc là lâu lâu hoặc là sau khi kết thúc bài mình mới sửa như vậy thì để cho họ bớt cái áp lực mà sợ sai đi họ cứ nói họ cứ nói sai không sao hết và tiếp tục sai sau đó thì mình sẽ sửa sau Thế nên là chắc chắn một điều là nếu mà bạn cải thiện được cái tâm lý trong việc học tiếng Anh thì đó là một bước ngoặt rất lớn trong cái việc học ngôn ngữ của bạn. Khi mà bạn học tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào không phải tiếng mẹ đẻ, khi bạn áp dụng cái tâm lý vào việc trong học việc học ngoại ngữ ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ đi nhanh và đi xa và chắc chắn là thành công. Chính vì thế, tổng kết lại trong cái video này mình muốn nói yếu tố tâm lý trong việc học một ngoại ngữ là cực kỳ quan trọng. Nó đóng tới 50% trong cái việc học một ngoại ngữ thành công. Và trong tâm lý thì nó có hai yếu tố đó là sự tự tin và thứ hai là sự yêu thích đam mê cái việc học ngoại ngữ nên là các bạn cố gắng cải thiện hai cái yếu tố tâm lý này thì chắc chắn cái việc học và thành thạo một ngoại ngữ trong tương lai sẽ không còn xa với bạn nữa. Thì video của mình thì muốn nói về cái yếu tố tâm lý trong việc học tiếng Anh. Kết thúc ở đây, hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn là muốn mà còn chưa tự tin trong việc học tiếng Anh mà còn đang loay hoay trong việc tìm phương pháp học tiếng Anh như thế nào thì hãy cải thiện cái yếu tố này từ đầu trước khi mình học bắt đầu học vào phương pháp học tiếng Anh đúng thì chắc chắn là có một ngày thì nào đó bạn sẽ nói được tiếng Anh tốt thôi. Tin mình đi. Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu các bạn thích video thì hãy like và subscribe cái kênh của mình và hãy share video nếu các bạn muốn lan truyền cái thông điệp này với những người bạn nào muốn đang cải thiện hoặc là đang gặp vấn đề trong việc học ngoại ngữ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye.